chiều nay phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng lê trung trinh chủ trì phiên họp thường kỳ ủy ban nhân dân thành phố thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố cùng dự có phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ kỳ minh phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố trần phước sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê quang nam Phiên họp thảo luận thông qua 17 tờ trình báo cáo của các sở gồm đề án tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương Lào giai đoạn 2023-2027, bản giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn, kinh phí hoạt động năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên đợt 1 năm học 2022-2023, hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do Covid 19. Chương trình phát triển đô thị thành phố, chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030, quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn, phê duyệt dự toán chi phí quản lý điều hành hoạt động năm 2022 của quỹ phòng chống thiên tai thành phố, dự án khu công viên phần mềm số 2 giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 cho một số đơn vị và một số nội dung khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận biểu dương các sở ngành đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022, thống nhất về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương gửi các ý kiến kiến nghị về văn phòng Ủy ban nhân dân để tổng hợp nghiên cứu